Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bắt ong. Thì hôm nay tiếp tục hàng lại về để phục vụ cho các bác anh em đi bắt ong của 2020. Thì hôm nay hàng lại tiếp tục về nhá, số lượng rất là lớn, mấy trăm bộ để phục vụ anh em trong cái mùa bắt ong đang chính vụ này. Thì như bác thấy là dịch Covid nên là hàng hóa nó cũng về rất là chậm thôi nhá. Thì hôm nay hàng tiếp tục về để phục vụ các bác. Thì các bác thấy là số lượng rất là lớn. Nên anh em nào mà đang có nhu cầu đi bắt ong rừng thì có thể liên hệ trực tiếp bên shop theo 3 số điện thoại chính của đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng tận nhà, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới phải trả tiền. Đấy, thì bên shop bán rất nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng. Thì hôm nay giới thiệu chính cho các bác hai cái mẫu quần áo bắt ong rừng mà bên shop đang kinh doanh bán cho anh em rất là nhiều trong cái thời điểm hiện tại nhé. Như các bác thấy đây là cái mẫu bộ quần áo bắt ong rừng hàng cao cấp màu dàn di. Đấy, dàn di. Thì cái mẫu này thì bên em bán rất nhiều rồi. Đấy, thời điểm này thì nó cũng giá rất là hợp lý thôi, cũng không có gì đắt cả đâu nhé. Đấy, bộ này thì em đã xài ra đây rồi, sẵn đây rồi, để anh em tham khảo kỹ trước khi đặt hàng. Các bác mới biết, mới chơi thì có thể tham khảo kỹ nhé. Thế còn anh em đã chơi rồi, biết rồi thì nó là chỉ nhìn qua là các bác biết ngay. Đấy, mẫu này mẫu dàn di, màu dàn di. Áo liền mũ, liền cổ, liền găng tay. Nói chung là liền khối luôn đấy nhé. Đấy, và đi kèm cho các bác, tặng thêm các bác là một cái khẩu trang chống độc này, một cái kính này, và một cái găng tay sơ cua và một cái mũ nhá. Mũ này thì các bác có thể dùng, các bác có thể không dùng thì các bác có thể đội thêm cái mũ bảo hiểm xe máy nhá, rất là an toàn luôn. Và đựng trong một cái túi như này, đây cái túi của đựng của nó các bác nhá. Túi thì tùy theo lô nhá, lô này nó màu này, như lô sau này màu đen hoặc là màu khác các bác nhá, không quan trọng là túi. Bộ này thì đây cái găng tay của nó là găng tay bằng cao su các bác nhá, rất là dày dặn màu xanh. Đấy, trên mặt này bộ này đây cái đầu thôi nhá, đầu trên này có hai ô thoáng, ba ô thoáng này. Đây, trên mặt này nó có một cái tấm lưới và cách nhiệt bằng một cái ống nhựa. Đấy, rất là dày để các bác mà không sợ ong đốt hoặc là các bác đeo kính vào. Đấy, để các bác nhìn. Đấy, và đằng sau này có một ô thoáng rất là to. Đấy, và đây hai hộp có ô thoáng thôi nhá. Đấy, hai đùi gối này. Đấy, và ủng này. Ủng này thì nó có rất nhiều size nhá, từ cho anh em size nhỏ nhất là size 39, rồi ra em cho anh em cao 1m50 hoặc nặng 45 cân chẳng hạn. Thế còn cho đến các bác mà size 44 thì các bác có thể trên 80 cân. Đấy, cao 1m8 hạn, rất nhiều size cho anh em lựa chọn. Nói chung đủ size, đủ số. Đây, ở này nó có một tấm dán nữa nhá. Đấy, tấm dán này. Và một cái khóa nhá. Đấy, khóa này, tấm dán trong khóa rất là chắc luôn. Đấy, để anh em mặc đấy, cũng không sợ ong nó chui vào đây được các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn, nên là ong không thể xuyên được. Đấy, bộ này rất là dày, nặng 4,5 cân nhá, nặng 4,5 cân liền khối luôn. Đây là ở ngoài là tráng một lớp cao su non. Đấy, rất là dày dặn luôn các bác nhá. Đấy, và đây là cái mẫu màu dàn di, rất nhiều anh em lựa chọn nhá. Đấy, thì tiếp tục giới thiệu cho bác cái bộ thứ hai là cái bộ màu vải bò, hàng vải bò, vải bố, vải bò, hàng vải dù nhá, rất là dày dặn cho anh em lựa chọn. Thứ hai là cái mẫu này thì hàng cao cấp hơn, nó sẽ đắt tiền hơn cái bộ dàn di cũng nhá. Em thông báo luôn để các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ bên em. Đây, trên đỉnh mặt này, mặt thì nó có tấm lưới meca ở trên và tấm lưới thép ở dưới. Đây, mẫu này thì rất nhiều anh em lựa chọn, các bác có thể về đeo thêm kính hoặc là mũ bảo hiểm càng tốt. Đấy, có hai bên tai là có hai ô thoáng này. Đấy, và đây cái găng tay của nó cũng liền luôn, găng tay thì nó là găng tay da nhé. Đấy, găng tay da. Và cái mẫu này thấy có ở giữa này sẽ có một cái tấm dán này, tấm dán và cái khóa của nó đây các nhá. Đấy, khóa của nó đây. Khóa là khóa to nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn, may là bằng vải dù. Đấy, may là những cái sợi này, sợi cái đường chỉ là chỉ dù hết, rất là chắc chắn luôn. Và đằng sau nó có một cái ô thoáng các nhá. Đấy, ô thoáng vuông. Đấy, để cho các bác thoát khí. Anh em bộ này thì các bác mua về nhiều để cho các bác lựa chọn là đi bắt ong, tất cả các loại ong cũng như các bác trèo leo, trèo cây rất là an toàn. Đấy, đây là cái ủng của nó là ủng liền với bộ quần luôn, ủng vải luôn nhá, ủng theo cái bộ quần luôn, bộ quần áo là luôn. Đấy, các bác leo trèo. Ngoài những cung cấp bên quần, bên em cung cấp mẫu nhiều mẫu quần áo bắt ong rừng thì bên em cũng cung cấp cả ống nhòm hay là guốc trèo cây nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Thì hôm nay giới thiệu cho các bác thì cái bộ này cũng như bộ kia, nó có đầy đủ size cho anh em từ 1m8 hay 1m6, 1m5 hay là 1m9, đầy đủ size nhá, để cho anh em lựa chọn. Các bác cứ cho em chiều cao cân nặng là em gửi đúng size cho các bác lựa chọn nhá. Đấy, nên anh em mặc
em cũng thông báo luôn là các bác hàng đến thì các bác được mở ra kiểm tra, mặc thử ok các bác mới thanh toán tiền. Nên là anh em đảm bảo mua bán thành công, các bác cứ điện trực tiếp, em sẽ báo giá cụ thể cho anh em xong nhé. Một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu cho bác hai cái mẫu quần áo bắt ong rừng, hàng tiếp tục về để phục vụ cho anh em trong cái mùa bắt ong 2020. Thì em cũng cuối video chúc các bác một cái năm mới cũng như năm với bắt ong thành công luôn nhé. Cũng xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop. Các bác xem được video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết các nhé. Cũng rất cảm ơn các bác đã xem video. Vâng, xin chào và tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.